Mới đây, tại lễ trao giải Zing Music Award 2016 được tổ chức tại sân vận động Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả yêu nhạc. Trong đó, có nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đoạt hai giải thưởng quan trọng là nghệ sĩ của năm và giải thưởng album của năm với album Love and Song 3. Bên cạnh sự xuất hiện và trình diễn của các nghệ sĩ Việt, fan Việt còn có no nê với bước tiệc âm nhạc của boy band Scott Seven đến từ ban nhạc Hàn Quốc là khách mời siêu đặc biệt của sự kiện trao giải âm nhạc Zing Music Award 2016. God Seven đã chiêu đái fan Việt cả loạt các khắc khúc hit từ vào tối ngày 7 tháng 1. Mặc cho sóng gió từ câu chuyện tình cảm riêng tư bổ vây trên khắp các mặt báo và năm 2016 vừa qua được đánh giá là một năm khá thành công của nữ ca sĩ 33 tuổi cô đã hoạt động nghệ thuật hết công suất và ra lò những cái sản phẩm chất lượng với ba live show tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ra mắt hàng loạt MV của ca khúc mới như Đừng đi, Keep me in love, Cười người yêu cũ và giới thiệu album đoạt giải kể trên. Nữ hoàng giải trí xúc động phát biểu khi nhận giải. Đây là lần thứ ba tôi được nhận giải, nhưng điều đặc biệt là Thượng Đế luôn biết câu chuyện của mỗi người như thế nào. Tôi tin mình vẫn xứng đáng với sự yêu thương của mọi người. Bên cạnh đó, Hồ Hồ Ngọc Hà cũng không quên gửi lời tri ân tới ekip làm việc, những người đã khoác những bộ cánh lộng lẫy nhất cho ca khúc của cô, cũng như cảm ơn gia đình, khán giả. Những người hâm mộ đã yêu mến cô trong suốt thời gian vừa qua. Sau khi nhận được giải, Hồ Ngọc Hà xuất hiện với tiết mục gửi người yêu cũ được đầu tư rất hoành tráng. Trong phần cao trào của tiết mục, nữ ca sĩ được kéo bay lên cao trên không hơn 20 mét với vòng pháo hoa khổng lồ cháy rực phía sau. Màn biểu diễn này đã khiến khán giả thót tim, các khán giả đã theo dõi trực tiếp tại sân khấu.